Ok các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn là chúng ta xem cái mã con CPU. Ở đây là mã CPU này là Intel SR0DN. Rồi chúng ta qua tiếp. Đây là SR0N1. Rồi qua tiếp con đây các bạn nha. Đây là Intel i3-330M. Rồi, cái mã này nó hơi khó nè. Để cho ông gần chắc cũng đủ thấy các bạn ha. Rồi, đây là Intel i7-740QM. Rồi, bốn con CPU này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách chúng ta kiểm tra CPU, chúng ta test, chúng ta xem những cái cấu hình CPU và chúng ta nâng cấp các bạn ha. Mấy cái CPU này đều chạy được các bạn nha. CPU thì rất là bền các bạn nha. Thì khi chạm nguồn quá nặng thì nó mới đai thôi. Cái bình thường CPU với RAM là chạy khá là ok các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tìm cái từng cái mã các bạn ha. Thì mình tìm cái mã đầu tiên là Intel, các bạn gõ từ Intel ha, SR0DN. Khi chúng ta gõ Google thì chúng ta search tìm thì nó ra cái mã CPU này là Core i3 thế hệ 2 2350M. Rồi chúng ta click vào chúng ta xem các bạn ha. Cái này nó ra cái trang CPU World thì nó cũng hơi đầy đủ mà tiếng Anh. Các bạn nào muốn dễ hơn của hãng Intel thì các bạn click vào cái trang có chữ abk.intel.com thì chúng ta vào đây chúng ta check kiểm tra phần cứng các bạn ha. Đây chúng ta kiểm tra. Các bạn muốn nó hiện tiếng Việt thì có thể chúng ta dịch cốc cốc là dịch sang tiếng Việt, hoặc các bạn gõ cái từ khóa này đây. Rồi gõ từ khóá CPU này, các bạn ghi thêm chữ Việt Nam Mi phía sau ha, trên Google thì nó sẽ ra cái tiếng Việt cho các bạn xem. Tiếng Anh thì dễ đọc hơn các bạn nha. Đây có công nghệ 32 nanomet. Đây, 2 lõi 4 luồng, 2 lõi 4 luồng các bạn ha. Rồi tiêu thụ của CPU là 35W các bạn nha. Đây 35W. Rồi chúng ta xem phía dưới có gì nữa không nào. Hỗ trợ mát RAM là 16GB. Các bạn biết phân biệt RAM nào, loại nào, cái bát RAM á, chúng ta xem cái đây các bạn ha. Đây là RAM 3 các bạn nha. RAM 3 là không có chữ L phía sau các bạn ha. Chúng ta có thể chạy được RAM bát là 1066 hoặc là 1333. Nếu các bạn chạy cái bát là 1666 thì nó sẽ chạy mát tối đa là 1333 thôi các bạn nha. Còn nếu mà cái bát thấp hơn 1066 thì nó không load được các bạn ha, nó không chạy được các bạn nha. Rồi ở đây nó CPU này nó cứ tích hợp cái card Intel HD Graphics 3000 ở đây các bạn ha. Có những dòng CPU nó không tích hợp cái HD, có nghĩa là card đồ họa bên trong, thì đối với những cái dòng CPU đó thì thường là nó sẽ cái main đó nó sẽ có kèm card đồ họa rời các bạn nha. Và những cái con CPU này thì nó khá là rườm rà rắc rối, nên cái là các bạn nếu mà hỏng cái card rời là chúng ta không có sử dụng được các bạn ha. Thì chúng ta cái main đó mà nó có card rời mà cái card on board của nó thì không có cái card HD graphics thì các bạn phải buộc lòng chúng ta phải sửa card ha, hoặc là chúng ta thay card như thế nào đó chúng ta mới sử dụng được các bạn ha. Còn không chúng ta phải đổi cái con CPU mà cái main nó có tương thích hỗ trợ để chúng ta mới sử dụng được các bạn nha. Rồi những cái thông tin khác thì các bạn tìm hiểu thêm ha. Đây nó có hỗ trợ 64 bit, có nghĩa là cài hệ điều hành 64 bit các bạn nha. Còn boot UEFI thường là RAM 3 trở lên là chúng ta boot UEFI được các bạn ha. Đây, cái con này là mặc dù là CPU thế hệ 2 nhưng mà nó ở trên này là chúng ta thấy là cái RAM 3 nó hỗ trợ các bạn ha, DDR3
là ok, là chúng ta mặc định là chúng ta biết là nó sẽ có bút UFI. Đối với cái dòng men nào mà nó có hỗ trợ RAM 3 là thường là bút được UFI các bạn ha. Và mặc định là cái RAM trên máy nó cũng phải là sử dụng RAM 3 các bạn nha. Rồi khi mà nó hỗ trợ RAM 3 mà chúng ta lỡ có gắn RAM 2 vô thì nó cũng không chạy và nó không ảnh hưởng các bạn ha. Thì lỡ gắn RAM 4 vô cũng vậy. Thì ví dụ là cái main này nó hỗ trợ là Core i3 thế hệ 2, nhưng mà các bạn gắn Core i3 thế hệ 3 thì cái con CPU thì nó cũng không chạy các bạn nha, không hoạt động các bạn ha. Thì thường Core i3 thì chúng ta có thể nâng lên được Core i5, Core i7 cùng dòng các bạn nha, cùng dòng là thế hệ 2 đấy. Rồi các bạn nhìn sơ qua để chúng ta biết ha. Rồi tiếp đó chúng ta qua cái dòng đây, con CPU hồi nãy là SRR 0N1. Đây là chúng ta nhìn là chúng ta biết được cái con CPU này là cái con CPU thế hệ 3 các bạn ha. Đây đây có giá này các bạn nha. Cái công nghệ là 22 nanomet, nó nhỏ hơn cái công nghệ của cái con thế hệ 2 các bạn ha. Những cái con CPU đời sau này thì đa phần là nó sẽ công nghệ nano nó sẽ càng nhỏ dần các bạn ha. Thì thành ra nó tích hợp dính trên main luôn. Thì sau này kỹ thuật chúng ta sửa chữa nó khó khăn hơn các bạn nha. Tùy vào cái con CPU mà nó tiết kiệm điện năng hay không mà cái số công suất của nó tăng hay giảm các bạn ha. Đây là cái con CPU này, nó hỗ trợ tối đa là RAM 32GB. Thì cái RAM của nó hỗ trợ hai loại RAM 3 và có chữ RAM 3L nè và RAM 3RS. Rồi, cái bus RAM là cao nhất là 1600. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái thông tin của những cái loại RAM này để chúng ta biết chúng ta chọn cái loại RAM cho nó tương xứng cái nhu cầu chúng ta làm việc các bạn ha. Đây nó hỗ trợ card Intel HD Graphics 4000, card onboard các bạn ha. Rồi. Nó có những cái công nghệ rất là hay các bạn ha. Các bạn có thể đọc tìm hiểu thêm ha. Click vào chấm hỏi đây để chúng ta xem thêm các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua cái Core i3 thế hệ 1. Đây các bạn ha. Core i3 thế hệ 1. Thì cái 300 mấy là thế hệ 1. Nói chung là hàng trăm là thế hệ 1, cái đuôi hàng trăm là thế hệ 1. Hàng ngàn thì có là 2000 trở lên là thế hệ 2, 3000 trở lên thế hệ 3, 4000 thế hệ 4, 5000 thế hệ 5. Đó, tương tự như vậy là tăng đều lên, các bạn sẽ biết được là cái dòng CPU đó chúng ta nhìn là chúng ta biết được cái hàng đó nó thuộc thế hệ mấy các bạn ha. Rồi ở đây để mình coi. Đây cái con này mát hỗ trợ tối đa là RAM 8GB các bạn nha. Cái bus RAM nhỏ thấp nhất là 800 nè. Bus 800 là hoặc là bus cao thì 1066. Thì các bạn nhìn vào đây chúng ta biết chúng ta nâng cấp RAM cho nó phù hợp với cái cấu hình máy ha. Đây nó có hỗ trợ là cài Win 64 bit. Còn nếu mà Win là Win nào thì hiện tao search cái mã máy các bạn nha. Rồi mình sẽ chia sẻ ở video này thì cái dòng CPU để chúng ta biết chúng ta phân biệt hơn các bạn ha. Còn cái mã máy có nên chia sẻ chung video không ta. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem, mình coi cái này công nghệ 45 nanomet nè các bạn ha. Cái đời đầu nó cái công nghệ nó thấp hơn các bạn ha. Nè, 4 lõi 8 luồng các bạn nha. Đấy. 4 lõi 8 luồng. Về cái xử lý thì nó mạnh, nhưng mà về cái độ mượt thì nếu mà so với cái cùng đời các bạn ha. Cùng đời i7 thế hệ 2 tất nhiên nó phải mạnh hơn cái con này các bạn nha. Nhưng mà nếu các bạn so về cái con bên đây i3 đi. Này, con i3 nó có hai lõi 4 luồng thôi, tất nhiên nó sẽ không xử lý bằng
con i3 thế hệ 2. Đây mình ví dụ con i3 thế hệ 3 đi. Đây con i3 thế hệ 3 là nó là đâu? Số lỗi số luồng nó đâu ta? Đây, hai lỗi 4 luồng. Hai lỗi 4 luồng mà so với cái con i7 là 4 lỗi 8 luồng thì tất nhiên là cái xử lý con i7 này thế hệ đầu á thì nó sẽ mạnh hơn cái con i3 thế hệ 3 các bạn ha. Đó, chúng ta xem số lỗi số luồng để chúng ta biết được cái tốc độ các bạn nha. Chứ không phải là cái con CPU thế hệ sau là nó mạnh hơn các bạn ha. Có thể là con i7 này nó sẽ mạnh hơn cái con i5 thế hệ 3 chẳng hạn. Hiện tại coi chúng ta biết chúng ta đánh giá các bạn nha, hiệu năng của nó. Hiệu năng của mấy con đời đời cao thì nó sẽ mạnh hơn các bạn ha. Rồi chúng ta xem thêm phần rồi mình chia sẻ với các bạn về cái rồi chúng ta qua cái phần sơ đồ, tìm cái sơ đồ men các bạn ha, tìm sơ đồ men và những cái vị trí những như là những cách chúng ta tra tra những cái con linh kiện, những con tụ, con phét, con trở, chúng ta tìm hiểu thêm về cái cách mà hoạt động của nó như thế nào. Rồi các bạn đi tiếp video mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.